Chào mọi người đến với kênh Chị Đẹp Review. Hôm nay chúng ta cùng xem một bộ phim vô cùng cảm động của Hàn Quốc có tên Champion. Một vụ tai nạn bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Seung Ho. Sau khi mất đi người vợ yêu thương nhất, chỉ còn lại anh ta và con gái sống với nhau. Bởi vì thị lực giảm sút, cuối cùng Seung Ho phải từ bỏ đua ngựa, công việc vẫn luôn đem lại sự kiêu hãnh cho anh. Cao thủ cưỡi ngựa từng lập kỷ lục thắng 300 trận liên tiếp giờ đây phải đối diện với hiện thực tàn khốc. Nhưng dù cho là vậy, trong lòng Seung Ho vẫn luôn có một ngọn lửa le lói muốn quay trở về thời Hoàng Kim. Tuy nhiên ngoài sự cổ vũ của con gái Lee Seung, những người khác vừa nghe đã dội một gáo nước lạnh dập tắt toàn bộ nhiệt thành của anh ta. Sau nhiều ngày cân nhắc, suy nghĩ, dưới sự kiên trì của mình, Seung Ho cuối cùng cũng quay lại cưỡi ngựa xuất hiện trên trường đua. Khoái cảm quay lại nơi quen thuộc khiến anh ta kích động giật cương ngựa trên tay. Ngựa cũng lao nhanh về phía trước như Seung Ho mong muốn, bỏ xa những tuyển thủ khác ở phía sau. Thế nhưng vào lúc khán giả nghĩ rằng Seung Ho lần nữa làm lên kỳ tích, con ngựa đột nhiên bị kích động, quay đầu chạy như bay trở lại. Thậm chí còn đâm phải một tuyển thủ đối diện không kịp tránh, hai bên ngã mạnh xuống đất. Một trận đua bị Seung Ho biến thành một mớ hỗn độn. Sợ ông chủ trường đua tìm cơ hội báo thù, Seung Ho vội vàng dẫn con gái bỏ trốn trong đêm, tạm thời đến sống ở một trại ngựa ở quê. Trong trại ngựa có một con ngựa bạch bướng bỉnh đến mức không ai có thể huấn luyện được nó, tên U Bắp. Sau khi bị mất con trong vụ tai nạn, tính cách của U Bắc thay đổi 180 độ, cục xúc, khó thuần phục. Qua hoàn cảnh của U Bắc, Seung Ho dường như cũng nhìn thấy những ký ức đau khổ từng xảy ra với mình. Anh ta thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ thuần phục U Bắc, quay trở lại đường đua vinh quang. Từ đó về sau, bất kể ngày đêm, Seung Ho đều ở trong trại ngựa thuần phục U Bắc. Nhưng dù cho anh ta huấn luyện đến khi mình mẩy đầy bùn đất, mệt mỏi, kiệt sức, cũng không thể khiến U Bắc hạ cảnh giác xuống, cho anh ta lại gần. Mỗi lần huấn luyện xong, Seung Ho mệt rã rời nằm vật ra giường ngủ như chết. Cô con gái Lee Seung thường chơi với U Bắc trong chồng ngựa, thường xuyên bị kinh ngạc bởi những cơn co giật bất ngờ của nó. Lee Seung chỉ biết gọi Seung Ho dậy, thức thâu đêm xoa bóp, lau người cho U Bắc. Khi ánh bình minh ló dạng, cuối cùng U Bắc cũng đứng dậy được sau vài lần vùng vẫy. Để con ngựa có thể nhanh chóng mở lòng, chấp nhận Seung Ho, huấn luyện viên Yeon ở trại ngựa lái thuyền đưa cả hai ra giữa biển rồi đẩy U Bắc xuống. Tiếp theo, Seung Ho đến đòi công bằng cho U Bắc cũng bị huấn luyện viên Yeon đạp xuống biển. Seung Ho không biết bơi cứ thế ngụp lặn dưới nước, lớn tiếng gọi tên của U Bắc. Vào lúc anh ta chìm xuống, tưởng rằng mình tiêu đời, U Bắc đã quay đầu bơi về phía Seung Ho, kéo anh ta lên bờ. Sau khi trải qua sinh tử, người và ngựa trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Qua thời gian huấn luyện, Seung Ho và mọi người trong trại ngựa có trận đua quan trọng đầu tiên. Cả nhóm mặc đồng phục vô cùng tự tin với màn biểu diễn hoàn hảo sắp diễn ra. Không ngờ ông chủ trường đua trước đó và đàn em vô tình phát hiện ra Seung Ho, bọn chúng bắt cóc con gái của Seung Ho rồi lái xe bỏ chạy. Nóng lòng cứu con gái, Seung Ho vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo. Trong quá trình đuổi bắt, chiếc xe lái vào trường đua, tông gãy lan can. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cưỡi ngựa tham gia vào cuộc đuổi bắt. Tuy cuối cùng cũng cứu được Lee Seung nhưng họ đã bỏ lỡ cuộc đua đã chuẩn bị từ lâu này. May mắn một điều, hội trưởng đã nhìn ra trình độ cưỡi ngựa điêu luyện của Seung Ho trong cuộc đuổi bắt nghẹt thở vừa rồi. Thế là đặc cách cho anh ta trở lại đường đua, chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo. Rất nhanh đã đến ngày thi đấu. Lúc đầu Seung Ho cưỡi U Bắc bị bỏ xa một đoạn dài. Thế nhưng khi Seung Ho ra lệnh tăng tốc, cả người và ngựa dường như hòa làm một, biến thành một mũi tên lao vun vút về đích. Thắng lợi lần đầu khiến Seung Ho vô cùng tự tin cho trận đua tiếp theo. Dưới sự bày binh bố trận của huấn luyện viên Yeon, sự kết hợp ăn ý của U Bắc cộng thêm kỹ thuật điêu luyện của Seung Ho, dường như chuyện họ quay trở về thời kỳ Hoàng Kim bách trận bách thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Đương nhiên thể lực cũng như sức chạy của U Bắc cũng là một trong những nhân tố quan trọng giúp họ giành thắng lợi. Thế nhưng vào lúc cuộc đời sắp bước sang trang mới, chiếc nhọt ở mắt Seung Ho giống như một quả bom hẹn giờ, nổ tung chút hy vọng ít ỏi vừa mới len lói. Anh ta đã rất khó để phân biệt vật trước mắt. Nếu như tiếp tục thi đấu, rất có khả năng sẽ dẫn đến việc bị mù hoàn toàn. Nhưng Seung Ho không hề lập tức rút lui mà kiên quyết tiếp tục luyện tập. Hôm sau huấn luyện viên Yeon để tay đua mới thay Seung Ho huấn luyện U Bắc. Seung Ho vô cùng buồn bã, ngồi trước mộ của vợ nước mắt rơi lã chã. Anh ta sợ bị mù, sợ bản thân chìm vào bóng tối sẽ không thể chăm sóc cho cô con gái còn nhỏ, không thể tiếp tục ước mơ của bản thân. Càng sợ hơn nữa là từ nay về sau anh ta không thể nhìn thấy quá trình trưởng thành của con gái nữa. Lúc này người đàn ông trước nay vẫn tỏ ra kiên cường cuối cùng cũng cởi bỏ áo giáp, lộ ra vẻ yếu đuối, bất lực nhất. Đêm trước trận đấu, con ngựa quý của mình trở thành đồng đội của người khác. Còn Seung Ho chỉ biết lần theo bờ tường, dò từng bước khó khăn rời khỏi trại ngựa. Cho đến khi bóng lưng buồn bã của anh ta sắp biến mất, U Bắc đột nhiên mất kiểm soát. Nó hất tuyển thủ trên người xuống, điên cuồng thoát khỏi dây xích, muốn xông ra ngoài chạy đến với chủ nhân của mình. Sau một trận ồn ào, cuối cùng Seung Ho vẫn quay trở lại đường đua.
Tuy trước mắt vẫn mù mịt nhưng sự tin tưởng giữa anh và U Bắc sớm đã vượt qua khỏi sự trói buộc của mọi thứ trên đời. U Bắc dùng tốc độ trước nay chưa từng có bỏ xa các tuyển thủ khác ở sau lưng. Vào lúc bốn ngựa ngang hàng nhau, tất cả khán giả đều nín thở hồi hộp chờ khoảnh khắc chiến thắng cuối cùng. Khoảnh khắc khi trọng tài tuyên bố phần thắng thuộc về Seung Ho, anh thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Tiệc chúc mừng chính vào sinh nhật con gái Lee Seung. Mọi người trong trại ngựa đều đến chúc mừng cô bé. Lúc này mắt của Seung Ho ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh thậm chí còn nhầm một cô bé mặc áo khoác vàng thành con gái mình. Bởi vì bệnh về mắt không thể tiếp tục thi đấu, cộng thêm U Bắc chỉ nhận một mình Seung Ho làm chủ. Ông chủ trường đua ngựa liền tính đem tặng con ngựa không còn giá trị này đi. Lee Seung biết tin dầm mưa lớn chạy đến cầu xin ông chủ trường đua. Đứa bé nhỏ tuổi cầm chặt sợi dây của U Bắc, trốn trong chuồng ngựa khóc thút thít. Chưa bao lâu, cô bé ngấm mưa lạnh phát sốt, ngất trong chuồng ngựa. U Bắc phát hiện ra điều bất thường không màng tất cả đập mạnh thân vào cửa chuồng ngựa. Dù cho người bị đinh sắt nhô ra trên cửa đâm vào đến chảy máu ròng ròng, nó vẫn không có ý định dừng lại. Cuối cùng cánh cửa bị hất đổ, nó tìm thấy Seung Ho cũng đang lo lắng đi tìm con gái. Trong bệnh viện, Seung Ho nắm tay con gái, những hình ảnh trước đây liên tục hiện lên trong đầu. Anh ta biết con gái thích xem mình và U Bắc thi đấu. Có thể nào cũng không thể để con gái thất vọng được. Trong một trận đua tổ chức riêng cho các cao thủ đua ngựa, Seung Ho cưỡi U Bắc cảm nhận không khí kích động của trận đua hôm trước. Không ai dám đảm bảo họ sẽ không gặp tai nạn, liệu có giành quán quân hay không. Bởi vì thứ ngăn cản họ không chỉ có khối u trong mắt của Seung Ho mà còn có vết thương ở chân của U Bắc sau vụ tai nạn năm đó. Trên đường đua gấp rút, ngoài lúc đầu bị tụt lại, U Bắc lần nữa bộc phát sức mạnh vượt trội. Vào lúc sắp giành được quán quân, Seung Ho đột nhiên nhớ đến những ký ức đau lòng hôm xảy ra tai nạn xe. Anh ta chầm chậm buông cương ngựa ra, ngã từ trên lưng ngựa xuống. U Bắc rủ dây cương xuống kéo anh ta đứng dậy, chầm chậm dắt nhau đi đến đích. Khán giả lập tức vỗ tay vang dội, cùng nhau hô lớn tên của Seung Ho. Sau đó Seung Ho không hề lùi về sân sau, ngược lại dẫn theo U Bắc chinh chiến khắp các trường đua, liên tiếp giành được những vị trí cao. Bóng dáng của họ trở thành điểm nổi bật nhất trên đường đua, cho mọi người thấy được thế nào mới là anh hùng thực sự. Quan trọng không phải là thắng thua, quan trọng là quá trình cố gắng phấn đấu hết mình. Đây mới là nhà vô địch thực sự. Một vụ tai nạn khiến Seung Ho mất vợ, mất thị lực và sự nghiệp. Dưới nhiều áp lực đè nặng trên vai đã đánh thức ý chí kiên cường và sự kiên trì của Seung Ho. Khi anh ta chọn một con ngựa chân bị thương và có hoàn cảnh giống như mình, hai linh hồn có cùng vết thương đã sinh ra sự đồng cảm với nhau. Không đến đích sẽ không nghỉ, với quyết tâm đó, họ đã hết lần này đến lần khác giành vị trí đứng đầu trên các đường đua khác nhau. Trong lúc trải qua những khó khăn trong đời, chúng ta thường tự nhủ với mình không từ bỏ. Nhưng hai chữ này nói ra thì dễ nhưng trong vô hình đã đào thải không biết bao nhiêu cá thể không kiên cường. Vậy nên bất luận bạn đang ở đâu, kiên trì chính là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến thành công. Hãy mạnh dạn bước về phía trước, có lẽ thành công có lẽ không đến ngay nhưng nhất định sẽ đợi bạn ở phía trước.